Giá lợn hơi hôm nay ngày 21 tháng 10 năm 2024 tiếp tục giảm tại nhiều nơi. Theo khảo sát, giá lợn hơi tại cả ba miền hiện được thu mua trong khoảng 61.000, 64.000 đồng 1 kg. Giá lợn hơi khu vực miền Bắc Tại phiên sáng ngày 21 tháng 10, thị trường lợn hơi phía Bắc ghi nhận điều chỉnh giảm 1.000 đồng 1 kg tại Thái Bình và Nam Định. Như vậy, giá lợn hơi tại khu vực này đã mất mốc 65.000 đồng 1 kg. Hiện tại, toàn vùng giao dịch tại mức 64.000 đồng 1 kg giá lợn hơi khu vực miền Trung, Tây Nguyên. Tại khu vực miền Trung, Tây Nguyên, lợn hơi giảm một giá tại Quảng Ngãi, Bình Định và Khánh Hòa. Trong đó, hai tỉnh Bình Định và Khánh Hòa về 61.000 đồng 1 kg, cùng giá với Đắk Lắk. Đây hiện cũng là mức bán ra thấp nhất cả nước. Các tỉnh còn lại thu mua lợn hơi từ 62.000 đồng 1 kg, 64.000 đồng 1 kg. Giá lợn hơi khu vực miền Nam Giá lợn hơi khu vực miền Nam cùng chiều đi xuống tại nhiều địa phương, giao động trong khoảng 62.000, 64.000 đồng 1 kg. Cụ thể, các tỉnh, Bình Dương, Đồng Nai, Tây Ninh và Bà Rịa, Vũng Tàu cùng giảm 1.000 đồng 1 kg, về giá 64.000 đồng 1 kg. Cùng ghi nhận mức giảm này, thương lái tại Long An và thành phố Hồ Chí Minh thu mua lợn hơi với giá 63.000 đồng 1 kg. Nhìn chung, Giá lợn hơi vẫn kéo dài đà giảm trên toàn quốc. Theo khảo sát, giá lợn hơi cả nước hiện dao động trong khoảng 61.000, 64.000 đồng một kg. Giá lợn hơi và gà ta ở bà Rịa Vũng Tàu đang cao, lần lượt là 64.000, 65.000 đồng/kg và 85.000, 95.000 đồng/kg. Người chăn nuôi đang có lợi nhuận và đang mở rộng quy mô chăn nuôi để phục vụ thị trường Tết Nguyên đáng các biện pháp phòng dịch đang được tăng cường do nguy cơ bùng phát dịch bệnh ở gia súc và gia cầm. Giá lợn hơi hiện tăng 10 000, 12 000 đồng kg so với năm trước, giữ ổn định giúp người chăn nuôi có lợi nhuận tốt. Tình hình kiểm soát dịch bệnh tại Bà Rịa Vũng Tàu được đánh giá là hiệu quả, với tổng đàn lợn là 409.000 con và gia cầm là 6,87 triệu con. Nhu cầu tiêu thụ thịt lợn và gà tăng cao, thúc đẩy nhu cầu tái đàn và sản xuất thời tiết cuối năm thất thường có thể làm dịch bệnh gia tăng trong khi giá thức ăn chăn nuôi vẫn cao đòi hỏi người chăn nuôi cần thận trọng khi mở rộng quy mô đàn